Chào các bạn đến với chương trình review những chuyến khảo sát cùng công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Tôi là Quân, phụ trách bộ phận thi công của công ty. Hôm nay rất vui lại được gặp lại các bạn trong cuộc hành quân đến với mảnh đất quê hương Quảng Ninh. Và hôm nay chúng tôi đến đây để phục vụ khảo sát tư vấn thiết kế cho gia đình của anh Toán, một cái ngôi nhà vườn mái Thái. Vâng, bây giờ mời các bạn hãy cùng chúng tôi về với Hải Hà, Quảng Ninh để xem chúng tôi ứng dụng những công nghệ mới nhất vào trong quá trình khảo sát cũng như là thiết kế các bạn nhé. Chào em, tôi đang có mặt được khuôn đất của vị gia chủ anh Toán chúng ta các bạn nhé. Thì đây tôi xin quay từ ngoài đường để các bạn nhìn rõ hơn. Ok, đây một cái đường bê tông rộng khoảng 2m các bạn ạ. Đây còn đây là vị trí hiện trạng đất của nhà anh Toán này. Cái hành lang giao thông của chúng ta là đến mép tường này luôn các bạn nhé. Thì ở đây thì anh dự kiến xây dựng một cái ngôi nhà vườn. Thì mái Thái, mái Nhật thì lúc đấy thì các bạn sẽ tư vấn sâu cho giúp anh. Đây là bề rộng của khuôn đất chúng ta này. Bắt đầu từ mép tường bên này đến mép bên này các bạn nhé. Ok. Và chiều sâu của cái ngôi nhà của chúng ta là có chiều sâu là 14-17 đúng không anh? Anh Toán ơi. 14,30 và 7,7 là chiều rộng các bạn nhé. Ở về cấp điện thì là sẽ cấp điện từ cái cột điện trước nhà đây đây đúng không anh nhỉ? Cấp nước thì mình đã có nước sạch chưa anh? Nước sạch là từ phía trước này. À, giếng khoan. Mình sẽ sử dụng giếng khoan trong nhà các bạn nhé. Còn thoát nước thì sao hả anh? Thoát nước thoát ra đằng sau. À, thoát tự nhiên ra phía sau. Ok. Vâng, bây giờ các bạn theo tôi để định vị cái vị trí bếp các bạn nhé. Ngôi nhà thì sẽ xây hết toàn bộ trên cái đất có trong sổ đỏ. Còn ngôi nhà của chúng ta thì cái bếp của chúng ta thì sẽ là đất trong sổ đỏ của chúng ta sẽ đến cái nhãn này các bạn nhé. Còn bếp của chúng ta sẽ đẩy ra phía sau này và tách móng. Các bạn xem đấy như một cái ngôi nhà tạm. Thì ở đây cái phương án nhà thiết kế, khi thiết kế các bạn để ý cho tôi là anh sẽ không sử dụng đổ trần, và trong đó anh sẽ sử dụng trần thạch cao và trần gỗ để xử lý tất cả các vấn đề trần liên quan trong nhà các bạn nhé. Ok. Còn nhà bể phốt thì sẽ đặt ở vị trí dưới nhà bếp và phía sau này. Cấp nước thì sẽ là giếng khoan. Hiện tại thì mình tận dụng giếng cũ luôn hay là khoan hẳn giếng mới? Khoan giếng mới cũng được. Khoan giếng mới thì nó rất là rẻ. Khoan giếng mới xong chắc là một cái mấy triệu ấy. Và sẽ xử lý thoát nước cũng là phía sau đây các bạn nhé. Ok. Ở đây thì là đất chắc các bạn ạ. Nhìn đây là thấy toàn sỏi các bạn này. Phương án chúng ta sẽ là phương án móng cốc, và trong cái dầm móng thì các bạn bố trí thép làm sao cho nó hợp lý để vừa tiết kiệm nhưng đảm bảo tính chất kết cấu cho ngôi nhà của gia đình anh các bạn nhé. Ok. Chào em, sau đây tôi xin review lại quá trình khảo sát của hiện trạng của nhà anh Toán ở Quảng Ninh. Dự kiến xây dựng một cái ngôi nhà vườn mái Thái với diện tích nhà chính là 100m2 và diện tích phòng bếp cộng ăn và vệ sinh là khoảng 20-25m2 các bạn nhé. Ok, đây là cái mảnh đất của anh các bạn này. Mảnh đất anh là tôi bo màu xanh này lại đây các bạn này. Nhưng mà ở đây là đất này, đất như thế này. Nhưng mà đất khi được tiến hành xây dựng nhà thì có trong cái khuôn này thôi các bạn nhé. Đây, trong khuôn màu đỏ đây, kích thước là 7m7 và 14m3 là kích thước phủ bì toàn bộ đấy các bạn. Phủ bì đấy các bạn nhé. Ok, thì sau đây tiếp theo một số yếu tố như sau này. Cấp điện là cấp từ trước này. Cấp nước thì sẽ có nước giếng khoan ở trong nhà đây các bạn, phía sau đây luôn. Thoát nước thoát ra sau nhà, thoát tự nhiên các bạn nhé. Hướng chính của ngôi nhà hướng 352 độ bắc, và phía trước này anh có một cái hành lang giao thông rộng cũng dao động khoảng 5m các bạn nhé. Đấy, 4m8, 5m gì đấy. Hành lang giao thông trước nhà có thể làm sân vườn một tí, làm cổng và sân. Còn phạm vi anh xây dựng là phạm vi trong phạm vi này. Ok, và ngoài ra thì anh còn có cái phạm vi sân vườn đây nữa các bạn này. Đấy, sân vườn là đây, sân vườn cổng sẽ trong phạm vi này. Ở đây thì anh dự kiến có một nhà chính này, nhà mới thì có một phòng thờ này, phòng thờ riêng này, phòng khách này, một phòng ngủ khép kín này, một và hai phòng ngủ bình thường này. Còn dưới khu vực này là bếp cộng ăn và một cái vệ sinh dưới này các bạn nhé. Tách móng, hai cái này là tách móng nhau. Ok. Ở đây tôi trong cái ngôi nhà của anh thì còn có một điều lưu ý này. Hướng chính của anh đang đâm ra cái ngã ba này các bạn nhé. Hướng chính của ngôi nhà anh các bạn có thể nhìn thấy từ video flycam rất cao, thì hướng chính của anh đang đâm ngay ngã ba này. Thì đề nghị bộ phận phong thủy tư vấn kỹ cho anh về cái việc xử lý hướng chính của nhà mình. Tiếp theo là cái đây là cái sổ đỏ của anh này. Được, sổ đỏ của anh thì không có vấn đề gì hết.
quan trọng là cái hướng chính nhé các bạn ấy. Hướng chính đang đâm tuột ra đây, nhà anh ở phía vị trí rong này, cách qua một con đường đâm qua đây. Ok, thì trong anh thì cũng có mẫu yêu thích đấy, trong quá trình làm thì các bạn có thể liên hệ lấy mẫu cái phôi mẫu 3D cho anh nhé. Ok, chào anh nha.